Sáng 17 tháng 8 tại Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, nơi đặt đại bản doanh của Vòng Tay Việt Sài Gòn, bất ngờ xuất hiện một nhân vật được yêu thích trên màn ảnh là diễn viên Hà Trí Quang. Tiến đến khu vực sắp xếp nhu yếu phẩm, thực phẩm và nông sản vào từng túi quà, Hà Trí Quang nhanh chóng hòa mình cùng nhóm tình nguyện viên, nhanh tay phân chia quà để kịp thời trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Khi mà đến những cái nơi đó thì mới thấy là cuộc sống của người dân mình, của những bạn sinh viên, của những người dân lao động á, thực sự là đang rất khó khăn. Nhưng mà khó khăn nhưng mà họ không quên nụ cười. Và khó khăn họ vẫn giúp Quang khi mà họ vẫn thực hiện 5K khi giãn cách. Ví dụ Quang gọi điện cho địa phương, rồi công an khu vực hoặc là tổ dân phố để nhờ giúp đỡ thì quá nhiều thì đó thôi Quang tới, nhưng mà sẽ gọi điện cho những nơi ở đó thì thực hiện 5K. Còn đối với y bác sĩ và đội ngũ như là cán bộ công an này kia, bộ đội, quân đội, rồi các bạn tình nguyện viên, rồi các bạn dân phòng á, thực sự Quang nói thiệt đó là sự khâm phục của Quang luôn. Bạn Quang cũng có làm trong đội ngũ đó rất là nhiều, mà Quang thấy mùa này là các bạn phải thấy thương những người đó. Mình có thể 6 giờ là các bạn được ở nhà rồi, nhưng mà các bạn đó phải trực 24/24 luôn. 6 giờ mình có thể ở trên giường mình ngủ, nhưng mà ngoài trường các bạn ấy phải đi tuần. Ở trên bệnh viện các bạn ấy phải phục vụ cho bệnh nhân. Nên chúng ta hãy cùng một phần nào đó, một phần nhỏ của chúng ta thôi. Nếu chúng ta không làm được gì để giúp, chúng ta còn thiếu hụt về kinh tế, thì chúng ta hãy động viên bằng những lời chúc tốt đẹp. Mong rằng chúng ta đủ sức, tất cả y bác sĩ, các bạn công an và tuyến đầu chúng ta đủ sức để vượt qua đại nạn này, giúp cho dân vượt qua đại nạn này. Túi quà do nhóm tình nguyện viên và Hà Trí Quang thực hiện ở ngày đầu tiên thực hiện chương trình Vòng Tay Việt Sài Gòn gồm có 5 kg gạo Tấn Vương, dầu ăn cái lân, hạt nêm Mezan, nước mắm, nước tương Cholimex, đường Biên Hòa, muối Bạc Liêu, cá hộp Sea Spimex, trái cây sấy Vinamid, xoài sấy, trà gừng và các loại củ gia vị như hành, sả, tỏi. Không chỉ thực hiện việc thiện nguyện của riêng mình, kể từ khi Vòng Tay Việt bắt đầu vận hành từ đầu tháng 6 tới nay, Hà Trí Quang là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia, cùng chung tay góp sức. Tự tay anh lái xe, một mình chở những phần quà của Vòng Tay Việt đến với những đối tượng cần hỗ trợ tại khắp các quận huyện, bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này thường xuyên được anh livestream chia sẻ trên Facebook cá nhân và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng và người hâm mộ. Khi mà thấy là những cái phần quà như thế này của chương trình Vòng Tay Việt á, thì là một cái hoạt động rất là lớn. Còn bên cạnh đó thì ở nhà thì Quang cũng làm riêng cho cá nhân mình. Thì Quang cũng gửi tặng những phần quà đến cho những hộ gia đình nghèo khó khăn, những bạn mà sinh viên không về quê được thì còn chú tại Sài Gòn, mà các bạn kêu bao nhiêu tháng thất nghiệp thì các bạn hoặc là nghỉ học đó thì các bạn sẽ khó khăn hơn. Thì Quang chỉ muốn gửi là mình trao tặng một chút xíu quà, gọi là trao tặng yêu thương để nhận lại những nụ cười. Và Vòng Tay Việt cũng là một cái chương trình, thì Quang nói một hoạt động. Tụi Quang là nghệ sĩ, thật sự là nhiều người hơi mình cũng có thể là mình chung tay cho đó là một niềm vui. Và tất cả các bạn ở đây là tất cả các bạn sinh viên, các bạn tình nguyện viên, qua điều đó là tình yêu cũng như là cái tấm lòng của tình đồng bào được truyền tới để mình một phần nào mình gắn cho những cơ quan chức năng cũng như là các tuyến đầu đang cũng gồng lưng để tránh dịch, để chống dịch đó. Thì bây giờ thì mình một sức nhỏ thôi, Quang hy vọng là tất cả mọi người ở nhà, cạnh nhà, chúng ta có thể giúp nhau một chút xíu, một cái cọng rau, một cọng ngò, một cái bữa cơm, cũng đó là sự chia sẻ. Còn ai làm được gì thì mình cứ cùng với đất nước mình, cùng đặc biệt là bây giờ là nói riêng là thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng để vượt qua đại dịch này. Vòng Tay Việt Sài Gòn là chương trình hợp tác mở rộng giữa Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Vòng Tay Việt và chương trình Sài Gòn Thương Nhau. Thông qua Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh, Vòng Tay Việt Sài Gòn cam kết hỗ trợ 1 triệu suất ăn trị giá 25 tỷ đồng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, được thực hiện từ nay đến ngày 15 tháng 9 năm 2021. Các suất ăn được thể hiện qua hai hình thức là phần quà nhu yếu phẩm và suất ăn đã chế biến dành cho hộ gia đình nghèo trong hơn 4.000 khu vực đang bị phong tỏa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công nhân mất việc, người lao động mất thu nhập do tình hình giãn cách và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Mình đã nói là vòng tay thì cần có sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Một cá nhân không thể làm nên tất cả, một hạt cát không làm nên sa mạc. Và Quang cũng hy vọng là tất cả các doanh nghiệp hãy luôn chung tay với lại đội ngũ tình nguyện viên cũng như những cơ quan đầu ngành để chúng ta cùng thương dân, giúp dân và giúp những đồng bào của mình cùng vượt qua đại dịch. Mình chỉ nói là một miếng khi đói, một gói khi no, nhưng mà của cho không bằng cách cho, thì mình hãy luôn trao tặng. Mình nghĩ là đây là những món quà của doanh nghiệp,
của những người đã hy sinh công sức cũng như là của những người đang ngày đêm nghĩ cách để giúp cho đồng bào mình. Hãy luôn luôn đón nhận đó là trái tim.